chào anh em nha. Mình thanh lý cây Morris Đức 25, giá rẻ nha anh em. Thì cây này là hàng Nhật, chất lượng rất là tốt nha. Ngoại hình nó xấu nè anh em thấy không? Ngoại hình nó xước xác lắm tấm mà đủ thứ vấn đề. Nha, nhìn cái mặt tóp nó rất là xấu nha anh em. Nha, tóp xấu. Cái lưng nó nè anh em thấy không? Ố nha. Lưng ố chày xước này, chày ở ngoài lớp sơn thôi. Ồ, đây không phải chày luôn anh em. Nó là bị ố cái lằn ở bên trong lớp sơn luôn nha anh em. Nó bệnh bên trong cái lớp sơn ố luôn chứ không phải ở ngoài luôn. Và cái cần này đã ép lại rồi nha anh em nha. Chất lượng thì rất là tốt, âm thì hay nè, action cũng êm tay nha anh em, cần phím êm tay rất là tốt. Giá mình thanh lý chỉ có 2 triệu đồng thôi. Thì cái đàn bình thường Morris Đức 25 này giá khoảng từ 4 triệu rưỡi 5 triệu gì đó. Rẻ rẻ cũng phải 4 triệu nha anh em. Mình bán giá chỉ có 2 triệu đồng thôi, tại vì mình thanh lý mà. Ngoại hình nó xấu á cho nên mình thanh lý giá nó rẻ nha. Ngoài những vấn đề đó thì chất lượng thì chơi ngon lành. Anh em nào mà chơi cái đàn chọn chất lượng á, không quan tâm đến ngoại hình thì chơi ok lắm nha anh em. Không quan tâm những vấn đề kia. Âm rất tốt anh em. Rồi, mình sẽ quay gần, mình test cần phím cho anh em coi nha. Đây, ngoại hình nó xước nha anh em nha, xước lắm tấm. Anh em thấy không? Xước những đường này là đường xước cái rạn cái mặt sơn nha anh em nha, chứ không phải là test gỗ nha anh em. Rạn cái mặt sơn á, cái mặt sơn lâu năm nó bị rạn ra thôi nha, chứ không phải là mặt gỗ. Đây nè, đó, xước xét vậy thôi, nó không phải là bị bể bị tét gì ra đâu nha, nó chỉ là bị rạn sơn ra thôi. Còn những cái chỗ này là những ố nè, cái này trong lớp sơn anh em thấy không, nó trong lớp sơn chứ không phải là nó xước ở ngoài nha, nó trong lớp sơn ở trên này cũng vậy nha. Đó. Còn chỗ này là đã dán ép xử lý lại rồi, xài ok ngon lành nha anh em. Nên là gót thì đẹp, đó ok á, action đẹp nha, êm dễ chơi luôn, chuẩn, chuẩn nha anh em, rất là ngon lành, âm thì tuyệt vời rồi. Cái cấu hình nó là mặt thông nè, lưng nó là cẩm rồi nha anh em, lưng nó cẩm, nó dị ố thôi, nè, phần không ố thì gỗ nó đẹp lắm nha, đó, hai bên eo nó là cẩm, gỗ nó đẹp lắm, mà mình test cần phím cho anh em nghe. Cần phím ok nha anh em nha, không có nốt nào bị hư gì hết nha anh em. Mình rải hợp âm cho anh em nghe, rải nhẹ đều nha. Âm thì rất tốt nha anh em nha. Âm tốt, tiếng rất là hay luôn. Anh em mà chơi giải trí, chơi mà không quan tâm đến cái vấn đề xấu của nó thì cái đàn rất là tốt, mình mua rẻ hơn một nửa giá luôn rồi nha anh em. Hơn một nửa luôn rồi. Cái đàn này bình thường người ta bán khoảng 4-5 triệu rồi. Mình bán giá 2 triệu thanh lý nha anh em nha. 2 triệu chỉ có một cây này thôi nha anh em. Morris Đức 25 nha. Morris Đức 25 chỉ có một cây này thôi nha. Là giá 2 triệu thôi nha anh em. Made in Japan. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần tiêu đề và phần mô tả nha. Anh em xem trực tiếp trên màn hình cũng có nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều.